Xin chào các bạn. Video này mình xin hướng dẫn cho các bạn nội dung bài số 5, chương trình tin học 12, một số thao tác cơ bản với bạn. Thì các thao tác cơ bản với bạn dữ liệu bao gồm có các thao tác về cập nhật dữ liệu, các thao tác về tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu và các thao tác về thay thế dữ liệu trong bạn. Thì chúng ta sẽ đi bắt đầu với các nội dung của bài học. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi động Access, sau đó chúng ta mở cái cơ sở dữ liệu mà ta đã lưu trước đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ mở cái bảng dữ liệu mà chúng ta sẽ làm việc. Thì để mở một cái bảng dữ liệu thì chúng ta nhấp đất vào cái tên của cái bảng đó, hoặc là chúng ta kích chuột phải vào cái bảng và chúng ta nhấn Open đó. Thì sau khi cái bảng dữ liệu được mở thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các thao tác liên quan với cái bảng dữ liệu này. Đầu tiên là thao tác về thêm dữ liệu mới. Bây giờ chúng ta muốn thêm một đối tượng mới thì nó có nhiều cách. Cách thứ nhất mà chúng ta thường sử dụng đó, chúng ta nhập trực tiếp vào cái dòng cuối cùng của cái bảng dữ liệu, chúng ta bấm chuột và chúng ta nhập dữ liệu. Đó là cách thứ nhất. Ví dụ như là đó, chúng ta bấm chuột trực tiếp vào và chúng ta nhập các thông tin vào trong bảng. Cách thứ hai là các bạn sẽ bấm vào biểu tượng new trên ribbon record của cái menu home. Các bạn bấm vào cái biểu tượng new này, cách thứ hai để chúng ta nhập việc, sẽ để chúng ta nhập việc. Đó, chúng ta nhập dữ liệu vào. Cách thứ ba, các bạn bấm vào cái biểu tượng new record ở phía dưới cửa sổ làm việc của cái bảng, chúng ta bấm vào và chúng ta nhập dữ liệu. Đó, chúng ta nhập dữ liệu vào. Thì đó là ba cách chúng ta thêm dữ liệu vào trong bảng. Tiếp theo là cái thao tác xóa dữ liệu. Thì để xóa một cái đối tượng nào đó ở trong cái bảng dữ liệu thì chúng ta sẽ chọn đối tượng đó. Mà sẽ chọn đối tượng đó. Sẽ có chúng ta nhập vào biểu tượng xóa ở trên cái menu home các bạn. Bấm vào biểu tượng xóa. Thì cái phần mềm sẽ thông báo cho chúng ta có chắc chắn xóa hay không nha. Nếu chúng ta chắc chắn thì chúng ta ấn yes, còn không thì phải no nha. Thì chúng ta ấn yes thì lập tức cái đối tượng đã được xóa đi. Đó. Cách thứ hai để xóa một đối tượng là chúng ta sẽ kích chuột phải vào đối tượng đó và chúng ta nhấn delete. Đó, ta nhấn delete chúng ta xóa. Tương tự như vậy, để xóa một cái trường, xóa một cái trường lên cho bạn thì chúng ta cũng kích chuột vào cái trường đó, sau đó chúng ta nhận vào biểu tượng delete, hoặc là chúng ta kích chuột phải và chúng ta nhấn delete field. Và cái thao tác thứ ba liên quan đến cập nhật dữ liệu đó là chúng ta sửa dữ liệu. Thì để sửa dữ liệu nó đó thì chúng ta cứ bấm chuột vào cái ô có dữ liệu cần sửa để chúng ta sửa. Đó. Ta muốn sửa dữ liệu ở ô nào thì chúng ta bấm vào cái ô đó để chúng ta sửa dữ liệu. Đây chẳng hạn. Thì rõ là các thao tác liên quan đến cập nhật dữ liệu cho bạn dữ liệu gồm có thêm, xóa và sửa. Nội dung tiếp theo là sắp xếp dữ liệu ở trong bảng. Thì trong trường hợp chúng ta muốn sắp xếp dữ liệu trong bảng theo một thứ tự nào đó thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Thứ nhất là chúng ta chọn cái trường dữ liệu mà chúng ta cần sắp xếp thứ tự. Ví dụ như sắp xếp trường họ và tên, ví dụ thì chúng ta sẽ chọn cái trường tên.
Đó. Sau khi chúng ta chọn cái trường dữ liệu cần sắp xếp xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng sắp xếp tăng hoặc sắp xếp giảm ở trên cái ribbon sort and filter của cái menu home. Và chúng ta muốn sắp xếp tăng thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng ascending, và muốn sắp xếp giảm thì chúng ta ấn vào biểu tượng descending. Bây giờ ví dụ chúng ta bấm vào biểu tượng sắp xếp tăng. Đó. Thì các bạn thấy cái dữ liệu trên cái bảng đã được sắp xếp theo thứ tự tên, theo thứ tự alphabet. Đó. Tương tự như vậy, ví dụ chúng ta muốn sắp xếp trường điểm toán theo thứ tự giảm dần đó, thì chúng ta sẽ chọn trường điểm toán, sau đó chúng ta ấn vào biểu tượng descending, sắp xếp giảm. Đó. Thì chúng ta thấy cái trường điểm toán bây giờ chúng ta thấy được sắp xếp theo thứ tự giảm dần đó, từ trên cao xuống thấp. Đó, thì đó là thao tác liên quan đến sắp xếp dữ liệu trong bảng dữ liệu. Tiếp theo là thao tác lọc dữ liệu trong cái bảng. Thì lọc dữ liệu trong bảng thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta thực hiện. Cách thứ nhất là chúng ta lọc dữ liệu theo ô được chọn, và cách thứ hai là lọc dữ liệu theo mẫu. Thì cách thứ nhất để lọc dữ liệu theo ô được chọn thì đầu tiên các bạn sẽ chọn cái ô có chứa dữ liệu cần lọc. Bây giờ ví dụ như mình muốn lọc những học sinh có điểm toán bằng 8 điểm đó, thì đầu tiên mình sẽ chọn cái ô dữ liệu điểm toán bằng 8 điểm. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng lọc ở trên cái ribbon sort and filter đó, các bạn bấm vào biểu tượng selection đó, và các bạn sẽ lựa chọn cái giá trị thích hợp. Đây, thì ở đây chúng ta sẽ có là lọc bằng 8, lọc không bằng 8, lọc những cái nhỏ hơn 8, lọc những cái lớn hơn 8 đó, và tương tự ở đây lựa chọn between ở giữa hai giá trị đó. Đó, thì ở đây mong muốn của mình là lọc những học sinh có điểm toán bằng 8, thì chúng ta nhấn vào cái lựa chọn đầu tiên bằng 8, ta bấm vào. Đó, thì lập tức chúng ta sẽ lọc ra những cái học sinh có điểm toán bằng 8 điểm. Đó. Thì để quay trở lại cái bảng dữ liệu ban đầu thì các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng remove filter ở đây, chúng ta quay lại. Đó. Tương tự như vậy, ví dụ như lọc những học sinh có giới tính là nam chẳng hạn, thì chúng ta bấm vào ô dữ liệu nam, sau đó chúng ta nhấn bằng nam. Đấy, thì sẽ lọc những học sinh nam. Thì cái trường hợp lọc theo ô này thì chúng ta chỉ thực hiện khi cái điều kiện chúng ta lọc nó chỉ có một điều kiện như các bạn. Bây giờ giả sử chúng ta có hai điều kiện, chúng ta có hai điều kiện để lọc, thì chúng ta sẽ phải thực hiện cái cách thứ hai, đó là chúng ta lọc theo mẫu. Thì để lọc theo mẫu thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng advanced. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái filter by form và lọc theo mẫu. Đó. Thì sẽ xuất hiện cái cửa sổ để chúng ta nhập cái điều kiện vào. Đó. Ví dụ như mình muốn lọc những học sinh có giới tính là nữ, rồi có điểm toán là 8, hoặc là học sinh nữ có điểm toán là hơn hoặc bằng 8. Đó. Thì sau khi chúng ta nhập điều kiện xong thì các bạn bấm vào biểu tượng lọc apply filter, tương lọc, thì lập tức chúng ta sẽ lọc được đây hai học sinh nữ có điểm toán là 8 điểm. Để quay trở lại cái dữ liệu ban đầu thì các bạn cũng phải bấm vào cái biểu tượng remove filter đây để chúng ta quay trở lại cái bảng dữ liệu ban đầu. Nội dung tiếp theo của bài học đó là chúng ta tìm kiếm và thay thế dữ liệu ở trong bảng dữ liệu. Để thực hiện tìm kiếm và thay thế dữ liệu của một trường nào đó thì bước thứ nhất là chúng ta sẽ chọn cái trường đó,
Ở đây ví dụ ở đây chúng ta muốn thay thế cái trường giới tính thì chúng ta sẽ chọn cái trường giới tính. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng reply ở trên cái ribbon file của menu home. Các bạn bấm vào biểu tượng reply hoặc là các bạn nhấn vào phím Ctrl H, các bạn bấm vào thì sẽ xuất hiện cái cửa sổ để chúng ta thực hiện các thao tác tìm kiếm và thay thế. Thì ở ô password là chúng ta tìm nội dung gì, thì chúng ta tìm tên gõ giới tính là nam và thay thế bởi, thì chúng ta sẽ nhập vào ví dụ như một. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện ứng fastnet để tìm cái dữ liệu mà có cái dữ liệu nam, chúng ta bấm vào đó. Thì khi mà tìm thấy dữ liệu này rồi thì các bạn có thể bấm vào reply để chúng ta thay thế đó. Thì lập tức cái dữ liệu này được thay thành một và nó sẽ chuyển sang cái dữ liệu tiếp theo đó. Khi các bạn đã chắc chắn thay thế toàn bộ cái dữ liệu từ nam thành một thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút reply on để chúng ta thay thế toàn bộ đó. Thì hệ thống sẽ báo đã thực hiện thay thế xong và không thể quay trở lại cái thao tác chúng ta làm, nên nó sẽ yes để chúng ta thực hiện đó. Thì các bạn thấy toàn bộ giới tính nam được thay thế thành số 1 và tương tự như vậy chúng ta sẽ thay thế nữ thành số 0 đó. Và các bạn cũng nhớ reply on yes đó. Thì lập tức chúng ta đã được thay thế cái trường giới tính nam được thay thế thành số 1 và nữ được thay thế thành số 0 đó. Và chúng ta đóng cái cửa sổ tìm kiếm và thay thế lại đó. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn xong cho các bạn các nội dung liên quan đến bài số 5 chương trình tin học lớp 12, các thao tác cơ bản với bảng dữ liệu đó. Thì chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video của các bài tiếp theo. Xin chào các bạn.